Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin chân dung 9 thủ tướng chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ. 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh năm 1890, mất vào năm 1969, quê quán Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời ra mắt Quốc dân đồng bào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Năm 1946, Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Liên hiệp lâm thời thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1946. Mùng 2 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946. Từ năm 1946 đến năm 1955, Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính phủ mới từ sau ngày 3 tháng 11 năm 1946 đến đầu năm 1955. Năm 1955, Chủ tịch nước Chính phủ mở rộng từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 1. 2. Đồng chí Phạm Văn Đồng, sinh năm 1906, mất vào năm 2000, quê quán xã Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Tháng 9 năm 1955, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ mở rộng từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 1. Từ năm 1960 đến năm 1964, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 2. Từ năm 1964 đến năm 1971, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 3. Năm 1971 đến năm 1975, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 4. Từ năm 1975 đến năm 1976, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 5. Từ năm 1976 đến năm 1981, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 6. Từ năm 1981 đến năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 7. 3. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, sinh năm 1913, mất vào năm 1989, quê quán xã Tân Hưng, Bình Đại, Bến Tre. Từ năm 1969 đến năm 1976, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 4. Đồng chí Phạm Hùng, sinh năm 1912, mất vào năm 1988, quê quán xã Long Hồ, Châu Thành, Vĩnh An. Từ năm 1987 đến năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 5. Đồng chí Đỗ Mười, sinh năm 1917, quê quán xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Từ năm 1988 đến năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 6. Đồng chí Võ Văn Kiệt, sinh năm 1922, mất vào năm 2008, quê quán xã Trung Hiệp, Vĩnh Liên, Vĩnh Long. Từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 6 năm 1988, quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8. Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8. Từ năm 1992 đến năm 1997, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9. 7. Đồng chí Phan Văn Khải, sinh năm 1933, quê quán xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1997 đến năm 2000, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10. Đến ngày 27 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 11. 8. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1949, quê quán thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016,
Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. 9. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký thường trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ giáo dục phổ thông 10/10, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1978, ngoại ngữ Anh văn B, Nga văn B, nơi làm việc Văn phòng Chính phủ, ngày vào Đảng 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11 và 12, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11 và 12, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 13 và 14, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004 đến năm 2011. Về quá trình công tác, từ năm 1966 đến năm 1968, liên chiến khu cách mạng, liên chiến khu cách mạng được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Từ năm 1968 đến năm 1972, học phổ thông, bí thư đoàn trường cấp 3. Từ năm 1973 đến năm 1978, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bí thư chi đoàn. Từ năm 1978 đến năm 1979, cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, chuyên viên Phó Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân chính Đảng Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kinh tế Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến năm 1996, Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng khóa 15 và khóa 16. Từ năm 1997 đến năm 2001, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và 18, Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2001 đến năm 2004, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 18, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 11, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2004 đến năm 2006, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và khóa 12, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Liêm chính phủ Việt Lào, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 7 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông Hải đảo, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.